Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hãy chào mừng bạn đến với kênh CDH Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của Toàn. Video này Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể quản lý nguồn doanh thu trên kênh YouTube các bạn nó tốt hơn. Nếu như các bạn làm YouTube một thời gian và kênh các bạn được bật kiếm tiền nhưng doanh thu trên kênh các bạn nó vẫn chưa cao thì video này toàn sẽ chia sẻ cho các bạn làm như thế nào để các bạn có thể uh, tìm các cái thị trường nào mà video các bạn nó sẽ đạt doanh thu cao nhất để từ đó bạn có thể định hướng video hướng đến đối tượng những cái uh, quốc gia đó xem video các bạn thì chắc chắn doanh thu trên kênh các bạn nó tăng rất là đáng kể bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, nhìn trên màn hình toàn sẽ demo thật là chi tiết cho các bạn uh, khám phá nha trên màn hình của các bạn đây là giao diện kênh youtube của toàn ha cd 2 studio và mình sẽ demo cho các bạn cách để quản lý dòng tiền trên các cái quốc gia mà người ta xem video các bạn nếu như các bạn chưa có thói quen xem các cái thống kê ở trên youtube studio thì mình khuyên các bạn nên tìm hiểu và phải hiểu rõ các cái phần thống kê này bởi vì nó rất là có ích khi các bạn biết được con số thống kê cụ thể thì các bạn sẽ biết được quốc gia nào là quốc gia mà các bạn có thể kiếm được nhiều doanh thu nhất trên các cái video YouTube. Bởi vì một cái video YouTube có nhiều lượt xem nhưng doanh thu của nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với những cái quốc gia và tỷ lệ YouTube trả tiền quảng cáo cho mỗi quốc gia nó hoàn toàn khác nhau. Người ta gọi đó là chỉ số CBM. Mà CBM nó có hai loại là các bạn. Thứ nhất là CBM tính theo lượt xem thứ hai là cbm tính theo lượt phát cả hai loại này nó đều phân biệt và nó tính doanh thu dựa trên lượt có hiện quảng cáo và các bạn xem đây là cái danh sách các cái quốc gia mà mình đã đạt được doanh thu trên một cái video ha thì khi các bạn muốn xem quốc gia nào là các bạn có thể kiếm được nhiều doanh thu nhất thì các bạn chỉ cần vào YouTube Studio trên chính cái kênh các bạn ha các bạn vào tab doanh thu thì ở trang ngoài nó sẽ thống kê là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi doanh thu trên 1.000 lượt xem và chi phí 1.000 lượt hiển thị dựa trên lượt phát là bao nhiêu rồi đây là những cái con số nó nó khái quát thôi nhưng nó chưa có đủ cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nó rất là hay ở bên dưới bên này nha các bạn để ý nha các bạn đợi xíu nha mình sẽ thao tác à, trên màn hình các bạn sẽ dễ hiểu hơn nè thì à, chúng ta kéo xuống bên dưới thì các bạn để ý ở đây nó có cái phần xem thêm nè ha à, các bạn click vào cái phần xem thêm này nha click vào khi các bạn click vào cái phần xem thêm đó thì nó sẽ mở ra một cái trang này đây là trang thống kê doanh thu trên kênh các bạn nhưng nó phân tích rất là chi tiết quốc gia nào xem video các bạn được nhiều tiền nhất thì nó sẽ thống kê cho các bạn biết luôn. Từ đó bạn sẽ có định hướng làm video tốt hơn. Rồi các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nha. Ở ở đây á chúng ta cần phải quan tâm hai cái thông số này nha các bạn. Có thể khi các bạn vào phần xem chi tiết này, các bạn sẽ không thấy hai cái phần này đâu và mình lúc trước mình vào mình xem mình cũng sẽ không thấy cái này mới mấy ngày hôm nay mình à, xem thống kê và mình à, đọc tài liệu trên mạng á mình thấy à, hướng dẫn quản lý dòng tiền trên youtube studio rất là hay dựa vào hai cái thống kê này để bật hai cái thống kê này rất là đơn giản các bạn chỉ cần nhấn vào cái phím cộng ở bên này và ở đây youtube có rất là nhiều thống kê mà nó không có hiện ra hết các bạn cần xem thống kê gì thì các bạn chỉ cần chọn đúng cái thống kê đó thì nó sẽ hiển thị ở cái phần cột bên dưới này rất là hay ha đó thời gian xem trung bình của video đó. phần trăm đã xem số người đăng ký phạm vi tiếp cận ha rất là nhiều cái và các bạn hãy tìm là chi phí cho 1.000 lượt hiển thị CBM chi phí cho 1.000 lượt CBM dựa trên lượt phát hãy bật hai cái này lên thì các bạn sẽ ra được cái thống kê giống như mình các bạn thấy không thì ở đây nó sẽ thống kê nè hai cái doanh thu này nó thống kê dựa vào lượt xem thực tế trên cái video các bạn ha và đây là thời gian xem thời gian xem và thời gian xem trung bình với 31.424 lượt xem thì cái doanh thu mà CBM là 1,62 đô và CBM dựa trên lượt phát là 2,05 đô. Rất là nhiều bạn không hiểu cái CBM và cái CBM theo lượt phát là gì và nó khác biệt nhau như thế nào. Thì các bạn trước khi mình nói về cái doanh thu những cái quốc gia bên dưới thì mình sẽ nói nhanh qua để các bạn phân biệt được hai cái CBM này ha. Các bạn hãy nhìn lên màn hình của Toàn nhé. đây đây là trang uh, support của uh, Google nói về cái việc uh, chi phí 1.000 lượt hiển thị CBM thì ở đây nó cho các bạn xem hai cái định nghĩa ha CBM và CBM trên lượt phát nó hoàn toàn khác nhau thì CBM là chi phí nhà quảng cáo người ta trả cho 1.000 lần hiển thị cái quảng cáo đó mỗi thời điểm quảng cáo xuất hiện trên video sẽ được tính là một lượt hiển thị cái quảng cáo tức là CPM nó dựa theo quảng cáo xuất hiện trên video còn cái CPM trên lượt phát tức là nó sẽ tính chi phí quảng cáo cho 1.000 lượt phát video có hiện quảng cáo cái này là 1.000 lượt hiển thị quảng cáo còn cái này là 1.000 lượt phát video có hiển thị quảng cáo nó hơi khác nha các bạn để dễ hiểu hơn mình sẽ phân tích bên dưới này đây là cái phần mà YouTube nó giải thích rất là kỹ cho các bạn có thể dễ hiểu phân biệt được hai cái này ha đây ví dụ như video của bạn có 5.000 lượt xem trong đó số lượt xem có một quảng cáo xuất hiện là 1.000 và số lượt xem có hai quảng cáo xuất hiện là 500 tức là không phải video nào các bạn cũng hiện một quảng cáo có những cái video các bạn làm dài thì cái lượt hiển thị quảng cáo nó nhiều hơn ví dụ nó hiện được hai ba quảng cáo thì tổng ví dụ như tổng một năm trăm lượt xem có quảng cáo ở đây thì có nghĩa là video này có hai 000 lượt hiển thị quảng cáo đúng không tại vì cho dù cái này chỉ có 500 lượt xem nhưng nó mỗi cái 500 mỗi lượt xem trong cái 500 này nó đều hiện hai quảng cáo thì tính ra là nó được một một lần hiển thị quảng cáo thì nó sẽ được 2.000 lượt hiển thị quảng cáo đúng không nhưng chỉ cần có 1.500 lượt phát video là có thể kiếm tiền đây là CBM dựa theo lượt phát nha các bạn rồi giả sử nhà quảng cáo đã trả 7 đô và chi phí mỗi lượt hiển thị quảng cáo trên video đó là 7 đô nhà quảng cáo sẽ chi trả cho 2.000 lượt hiển thị tức là 0.035 đô theo đó CPM cho lần hiển thị tức là 0,035 nhân 1.000 là 3,5 đô nhưng CPM dựa trên lượt phát sẽ là 7 đô chia cho 1.500 rồi nhân cho 1.000 thì nó sẽ cao hơn ha tức là CPM lượt phát có thể nó sẽ cao hơn CPM và cái hai cái thông số quảng cáo này nó phụ thuộc vào nhà quảng cáo video nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên video họ được quyền chọn cái loại doanh thu nào thì khi họ chọn thì cái quảng cáo xuất hiện trên kênh các bạn nó sẽ theo cái loại quảng cáo đó nó tính ha ok thì có thể nhiều bạn sẽ không hiểu cái phần này à, mình à, sẽ giải đáp qua các comment của các bạn nha bây giờ mình sẽ nói tiếp cái phần à, doanh thu ở trên các cái quốc gia cái này nó cũng rất là quan trọng nha các bạn để ý cho mình nha ok thì à, hồi nãy chúng ta đã ở cái màn hình này rồi đúng không thì à, bây giờ các bạn lưu ý nè. Với 31.000 lượt xem thì Hồng Kông, Hồng Kông là cái quốc gia doanh thu cao nhất. Cái này nó không phải là cố định nha các bạn. Mỗi video, mỗi chủ đề, mỗi kênh thì cái quốc gia này nó sẽ khác nhau. Do đó hồi nãy mình có nói các bạn hãy tập thói quen vào YouTube Studio để kiểm tra các cái thông số này thì các bạn sẽ thấy được cái doanh thu tốt nhất trên kênh các bạn để các bạn tiếp cận đối tượng ở quốc gia đó thôi các bạn xem nè với cùng lượt xem này nhưng cái doanh thu ở Hồng Kông mình đạt khá là cao ví dụ như được 41,82 đô lần và Canada thì được 14,5 Úc 13 7 11 Hoa Kỳ 11 Hoa Kỳ nó vẫn rất là thấp so với Hồng Kông các bạn thấy không Thụy Sĩ chính nè Anh Pháp Na Uy càng đi xuống thì nó càng giảm doanh thu Nhật Bản chỉ có 5 đô thôi Thái Lan chỉ có 2,8 đô ở Indonesia, Macau, Phần Lan 2 đô, 1 đô Ả Rập Xê Út 1 đô đó. Thổ Nhĩ Kỳ 0,65 đô đó Cái này là ở Việt Nam Còn những cái quốc gia khác nó sẽ sắp xếp như thế này Thì các bạn sẽ biết được quốc gia nào nhiều người xem nhất đúng không? Thì các bạn hãy cố gắng làm nội dung hướng đến quốc gia đó thôi Rồi thì các bạn để ý nè hai cái con số bên này nó cũng khác nhau cbm cbm trên lực phát nó bao giờ cũng cao hơn nè các bạn để ý nè đó bao giờ nó cũng cao có khi nó bằng nhưng mà mình thấy đa phần nó cao hơn ít khi nào nó thấp hơn lắm ha bởi vì đây là cái giá thầu nhà quảng cáo họ trả tiền để quảng cáo của họ xuất hiện có nhiều cơ hội hơn đối với đối thủ thì đương nhiên cái tiền quảng cáo nó sẽ cao hơn và nếu như cái quảng cáo nó xuất hiện trên video các bạn thì doanh thu các bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó các bạn thấy không lưu ý cho mình nha hãy bấm dấu cộng này để hiện thị hai cái này ra và ở đây nó thống kê doanh thu cho các bạn thấy nè và hồng kông luôn là quốc gia mình đạt doanh thu cao nhất 406 đô rất là nhiều đó thì đó là cái phần rất là quan trọng về hiểu được cái doanh thu trên các cái quốc gia để các bạn có thể tiếp cận đúng đối tượng người xem để doanh thu các bạn tốt hơn. Và trên đây là toàn bộ hướng dẫn của toàn về cái cách vào YouTube Studio để quản lý dòng tiền. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi bên dưới video này, toàn sẽ trả lời cho các bạn. Nếu các bạn học hỏi một điều gì trong cái video này, đừng quên ủng hộ toàn bằng một like video cũng như nhấn subscribe đăng ký kênh cd 2 studio của toàn để đón xem clip hướng dẫn kiếm tiền trên youtube tiếp theo của toàn nha và um, ở dưới mỗi video mình luôn dành tặng cái cuốn ebook các cái chủ đề làm youtube uh, rất là dễ làm nhiều view các bạn có thể tải về miễn phí xem bất kỳ lúc nào nhé xin chào hẹn các bạn ở video sau với nhiều điều thú vị xin chào hẹn các bạn ở video sau nha